Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn có thể theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của Như Đồng Thành phố Vinh như sau. Thủ môn số 1 Nguyễn Lê Tiến. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Như Đồng Cửa Lò. Kiến Bảo có thể là một đường chuyền cho Kiến Bảo phía trên. Đồng đội của Kiến Bảo đã không quan sát. Rất nỗ lực. Vẫn còn. Không được rồi. Kiến Bảo đã đợi bóng. Kiến Bảo đang rất bực mình. Một cú dứt điểm mang đến một quả đá phạt biên dành cho Như Đồng Thành phố Vinh. Nguy hiểm. Vào. Một đều. Một đều dành cho các cầu thủ Như Đồng Thành phố Vinh.